ông trùm Warren Buffett, ai bán lại cho tôi toàn bộ Bitcoin trên thị trường với giá 25 đô la Mỹ thì tôi cũng không mua, thay vào đó tôi mua đất. Theo CNBC, Bitcoin đã dần dần được thế giới tài chính và đầu tư truyền thống chấp nhận trong những năm gần đây. Tuy nhiên, Warren Buffett vẫn giữ vững lập trường hoài nghi của mình đối với Bitcoin. Tại cuộc họp cổ đông thường niên Berkshire Hathaway, tỷ phú Warren Buffett cho rằng Bitcoin không phải là một tài sản hữu ích và nó không tạo ra bất cứ thứ gì hữu hình. Mặc dù có sự thay đổi trong nhận thức của công chúng về tiền số, nhưng Buffett vẫn không mua một đồng Bitcoin nào. Nếu bạn nói với tôi rằng bạn sở hữu tất cả Bitcoin trên thế giới và đề nghị tôi mua với giá 25 đô la Mỹ, tôi sẽ không chấp nhận vì tôi chẳng biết sẽ làm gì với nó, ông trùm đầu tư chia sẻ. Thay vào đó, ông sẵn sàng bỏ ra 25 tỷ đô la Mỹ để sở hữu 1% đất nông nghiệp trên toàn nước Mỹ. Nếu có ai đề nghị bán 1% tổng số nhà chung cư trong nước với thêm 25 tỷ đô la Mỹ nữa, vị tỷ phú cũng sẵn sàng viết thêm một tấm séc. Tại các thị trường phương Tây, Bitcoin đã được coi là một tài sản đầu tư, đặc biệt là trong năm qua khi tỷ giá và lạm phát đang gia tăng.